Rồi tiếp đến là Nhất sẽ chuyển sang đến cái phần đề cái phần là phân tích về nhóm ngành cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Ok, xin mời Lộc. Rồi, xin chào toàn thể anh chị đang xem live nhé. Anh chị nhớ đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái video chia sẻ về góc nhìn thị trường và các cái cổ phiếu hàng ngày ở trên kênh Ichimoku Club anh chị nhé. Rồi, ok, cảm ơn Lộc. Lộc bật mic lên em ơi, em chưa bật mic. Rồi. Xin chào anh chị đầu tư nha. Thì để đi vào cái nhóm ngành thì cái tuần vừa rồi cho thấy được cái việc gần như là cái nhóm một trong những nhóm được tiêu điểm khá là lớn. Trong đó là có nhóm ngành ngân hàng. Đấy. Khi mà nhóm ngân hàng nó gần như là nó giữ trụ của thị trường. Mọi người để ý cái việc là nhóm ngân hàng gần như là nó xét cho trụ thị trường. Tuy là nó vào cái nhóm V30 không có nhiều, đúng không? Tuy là vào nhóm 10 nhưng mà nó lại chiếm gần như là 30% so với lại cái vốn hóa của thị trường, cho nên là nhóm ngân hàng thì xét cho những nhóm cực kỳ lớn. Đấy, ngân hàng bất động sản là trong hai nhóm cực kỳ lớn, nó là hai nhóm mà nó có thể nhá, giữ trụ được cái thị trường, có thể trụ và không cho thị trường rớt. Đấy. Thì tuần vừa rồi khi có những cái thông tin của những cái anh Quyết rồi đúng không? Mọi người thấy được là cái dao động của bất động sản là cực kỳ nhiều. Đấy. Thì khi mà thị trường nó chị em thấy nó không có rớt quá sâu, tại vì nó có cái nhóm ngành đó, có nhóm ngành nhất là nhóm V12 á, là trong đó có góp góp mặt cực kỳ lớn từ đến từ nhóm ngân hàng. Đấy, nhóm ngân hàng nó đang trong một cái nhịp đỡ cho thị trường trong trong nhịp này và bắt đầu có những cái dấu hiệu dòng tiền bắt đầu nó quay lại nhóm ngân hàng đó. Nói trước mọi người thấy có thể số mã cổ phiếu tiêu điểm như là TPBank đó, TPBank này, BID này, VBS này và MSB là trong những mã cổ phiếu nó đang, thứ nhất là nó đang mạnh, ngay nó đang mạnh so với lại những mã cổ phiếu còn lại. Đấy, thứ nhất đang mạnh và nó đang còn giữ được một cái trend cực kỳ tốt và có tiềm năng trong thời gian tới, là trong những nhóm ngành, trong những mã cổ phiếu mà trong nhóm ngân hàng mọi người có thể tham gia đó. Và đối với nói thêm là đối với nhóm ngân hàng á, nhiều nhà anh chị em tư là có đọc một số bài báo nói về cái nhóm ngân hàng là như là lý do tại sao ngân hàng không đạt kỳ vọng so với lại năm ra báo cáo tài chính không đạt kỳ vọng như so với lại năm 2021. Thì thật ra mọi người phải hiểu câu chuyện là sao mà nó đạt được. Đấy, thứ nhất là sao đợt thứ hai á là cái năm quý 1 của năm 2021 á, ngân hàng nó cũng không phải là bình thường mà nó cũng có những cái bứt phá và cái tăng vốn liên tục, mọi người thấy được câu chuyện đó đúng không? Bắt đầu sang quý 2 nó mới dính dịch bệnh cho nên là nó bị cái sổ ảnh hưởng theo. Nhưng mà một khi mà nó đã có những cái bứt phá trong những năm đó rồi thì để quý 1 của năm 2022 á mà nó bứt phá như quý 1 của năm 2021 là cực kỳ khó. Đó, nó cực kỳ khó tại vì vốn nó đã tăng rồi, rồi ngân hàng nó niêm yết lên rồi, nó đẩy cái giá vốn lên cao như vậy rồi thì nó sẽ không thể nào mà nó bứt phá được. Nhưng mà tới cái câu chuyện của quý 2, chúng ta nhìn câu chuyện quý 2, quý 3, đó, ít nhất là quý 2, quý 3 trong thời gian tới của nhóm ngân hàng thì khả năng nhóm ngân hàng nó sẽ có những nhịp phục hồi trong thời gian tới. Đấy. Đó là trong những cái triển vọng của nhóm ngân hàng trong thời gian tới là chúng ta nói cho nhóm ngân hàng. Đấy, thì nhưng mà chúng ta phải xét nhá, ngân hàng tại vì vốn hóa của ngân hàng nó cực kỳ lớn đó. Cho nên để mà đánh nhóm ngân hàng nó lên thì cần dòng cực kỳ nhiều tiền để có thể, một thì bây giờ dòng tiền ở đâu ra, thì dòng tiền nó chỉ có hai kiểu, một là nó có thêm dòng tiền từ từ ngoài bơm vào. Đấy, thì cái ngoài đó thì chúng ta sẽ xét được cái câu chuyện mà anh chị em đã lãng quên rất là lâu đó, đó là cái gói 350 tỷ hỗ trợ của nhà tư, hỗ trợ của chính phủ đưa xuống, đúng không? Gần như là mọi người quên lãng sau khi những cái thông tin tốt, thông tin xấu nó ra, gần như là mọi người quên lãng cái thông tin 300 gói 300.000 tỷ nó vẫn chưa đưa ra chính sách để mà nó phát triển đó. Thì để mấy cái gói đưa ra thì nó sẽ hạch toán vào đâu, nó sẽ đưa vào đâu để, thì nó chỉ có thể đưa vào, một là đưa vào nhóm ngân hàng để phân phối xuống, hai là nó tập trung vào đầu tư vào những cái đầu tư công, đầu tư công và cơ sở hạ tầng. Thì để đầu tư cơ sở hạ tầng thì nó thật ra thì nó cuối cùng nó đi lại nó đều phải phân phối từ nhóm ngân hàng thôi. Thì động thái rõ ràng thứ nhất để mà bơm tiền ra đối với nhóm ngân hàng tại điểm hiện tại thì khả năng là nhà nước nó phải nhà thì nhà nước á, nó sẽ mua lại trái phiếu, một là mua lại, hai cái tăng những cái lãi suất này để nó bơm cái lượng tiền ra, nó hạ cái những cái ấy xuống để nó có thể đẩy tiền ra trong ra ra ngoài lưu thông cho nhà cho mọi người. Thì tới bây giờ nha, khi mà đẩy gói 350 ngàn tỷ nó ra thì cái việc là dòng tiền nó đang rẻ, nó vẫn vẫn sẽ còn rẻ, vậy thì lý do gì mà chúng ta không đầu tư, đúng không? Cái đầu tư vàng nhóm ngân hàng trong thời tới em đánh giá cao là nó sẽ phục hồi, nhưng mà phục hồi ở đây nó sẽ không phải đi một con sóng cực kỳ mạnh mà nó sẽ đi chỉnh, nên anh chị em có thể tận dụng nhóm ngân hàng
chúng ta vào những mã cổ phiếu nó có tiềm năng, và chúng ta sẽ tính tới cái việc là khi mà sóng ngân hàng lên bắt đầu nhiều nhà đầu tư chú ý, và lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta chốt, và khi có những nhịp điều chỉnh chúng ta tham gia lại nhóm ngân hàng. Tại vì chúng ta nhìn cái nêm của nhóm ngân hàng á, nó đi một biên độ tích lũy cực kỳ lâu rồi, cho nên để mà nó bứt phá trong thời gian tới là khả năng rất cao để có thể bứt phá trong nhóm ngân hàng. Và một số mã cổ phiếu mà chúng ta có thể cân nhắc được đó là TPBank, BID, VABank và MFB là những mã đánh giá cao vẫn đang còn tiềm năng tăng trưởng hơn tới và đang có dòng tiền tham gia của những mã cổ phiếu này. Đấy, có cả MBB nhá, có cả MBB, nhưng MBB là nó đã chạy một nhịp trước đó rồi, thì nếu anh chị em có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh thì anh chị có thể tham gia được với MBB. Nhưng mà xét MBB thì gần như là khả năng là cái con này nó khá là nặng mông, theo quan điểm cá nhân thôi nhá. Khả năng con này khá là nặng mông, cho nên là việc mà để nó chạy mạnh thì nó sẽ ít hơn. Đấy. À, chúng ta sẽ đi tiếp trong nhóm ngành bất động sản. Đấy. Đối với nhóm bất động sản thì gần như là nó đang có những nhịp điều chỉnh do cái tuần rồi. Đấy. Do tuần rồi là gần như là một số nhóm đầu cơ bất động sản ảnh hưởng, giống như là hai cổ phiếu mà nhiều anh chị em bảo là đầu cơ lớn nhất trong đó có Đích và Sell, thì gần như là do tại thật ra thì vốn hóa của nó lớn. Đấy. Đích, Sell rồi vốn hóa lớn, nó dẫn tới cái việc là nhóm bất động sản nó bị ảnh hưởng. Nó hưởng là nhiều nhà đầu tư quá FOMO vào cái việc đó. À, điều đó có FOMO đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ra câu chuyện nhá. À, giữa Đích và Sell thì gần như là nó đã không còn có thể định giá rồi. Chúng ta gần như không định giá được những nhóm cổ phiếu đó nữa rồi. Đấy, chúng ta chỉ đánh theo có dòng tiền tham gia thì ok, chúng ta có thể đánh nhịp ngắn. Chứ còn để mà câu chuyện kỳ vọng dài hơn đối với lại nhóm bất động sản, hai mảng cổ phiếu đó. Bất động sản vẫn nhá, chúng ta vẫn kỳ vọng, nhưng mà chúng ta lần này chúng ta sẽ kỳ vọng hơn ở một là bất động sản khu công nghiệp. Đấy, tại vì cái vấn đề hỗ trợ về nhà nước của chúng ta cho bất động sản khu công nghiệp là cực kỳ lớn. Đấy, chúng ta vẫn phải nói tới câu chuyện là thu hút vốn đầu tư nước ngoài để vào. Tại vì để mà thu hút đầu tư nước ngoài thì đương nhiên là nhóm bất động sản khu công nghiệp được mở cửa. Đấy, và khi mở cửa như vậy, đấy thì nhà nước chúng ta đang có cái động thái cực kỳ lớn đó là nâng cao cơ sở hạ tầng chúng ta lên. Đấy, tập trung vào cái đầu tư công. Đấy, những cái đó là những cái mà gần như là nhà nước ta mở đường rất là lớn rồi. Đấy, thì chúng ta muốn nâng cái thị trường lên, hay là chúng ta muốn thu hút vốn, mình ta quay lại sản xuất kinh doanh nhiều, thì bắt buộc chúng ta phải thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. Đấy, khi thị trường thế giới nó đang bị ảnh hưởng, đúng không? Khi thị trường thông tin của thế giới ảnh hưởng, chiến tranh rồi xung đột sắc tộc, đúng không? Thì gần như Việt Nam của chúng ta không có biến động gì nhiều. Đấy, cho nên là cái việc mà và Việt Nam chúng ta có cửa biển cũng khá là lớn. Đấy, tiếp giáp biển cực kỳ nhiều. Đó. À, và nhân công rẻ, đó là những cái mà gần như là tất cả các nước nhưng mà chúng ta có thể cạnh tranh được cho cái việc là phát triển cái đầu tư, phát triển cái khu nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đấy, nhưng mà cái của chúng ta đang thiếu, cái chúng ta đang thiếu ở đây là thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng chúng ta chưa được tốt, cái thứ hai là cái các công nghiệp phụ trợ. Thì bây giờ bắt đầu nhà nước chúng ta đang đẩy mạnh và đang phát triển và đẩy ra những cái chính sách mới, đúng không? Đẩy ra chính sách mới, đẩy ra những cái tiềm năng hơn cho chúng ta, và khả năng sẽ tới thì gần như là cái khu công nghiệp nó sẽ còn phát triển nữa. Đấy, chúng ta mới đây là chúng ta mới bước đầu thôi. Đấy, 2-3 năm gần đây nó tăng tuy mạnh nhưng mà nó chỉ đang là bước đầu cho khởi công nghiệp thôi. Đấy, chúng ta cũng sẽ thành công, chúng ta sẽ trong năm công quá trình mà giống như Trung Quốc á, chúng ta sẽ trở thành cái công sự của thế giới, nhưng mà có thể là không nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ được hưởng lợi khá là nhiều trong cái nhịp này. Đấy, đối riêng với nhóm bất động sản. Thế bất động sản các tập trung những đợt này đang thấy có những mã cổ phiếu cực kỳ tiềm năng như là ITC, đấy, Nam Long và EZ là trong những mã cực kỳ tiềm năng. Đối với lại ITC thì công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà. Đấy. Thì con này thì gần như là em thấy cái triển vọng của nó trong thời gian tới là cực kỳ nhiều, nhưng mà nó đang trong cái quá trình tạo cái nền đáy, đang có trình độ đáy đa còn và có những trường phục hồi. Thì hiện tại đối mặt cổ phiếu này thì nếu anh chị em muốn tham gia thì chúng ta có thể tham được với cái nhịp trung hạn nhá. Đối với nhịp trung hạn thời điểm này có thể tham gia được, có cơ thể cân nhắc. Tại vì đối với mã cổ phiếu này á, một khi chúng ta tham gia trung hạn á thì chúng ta phải view cái câu chuyện dài hạn hơn. Đấy, chúng ta nó đầu tư về kinh doanh nhà đồ đó, đúng không? Đấy, là trong những mã cổ phiếu anh chị em có thể cân nhắc tham gia được. Đấy, đối với lại ITC. Đấy, nhưng mà trong cái xu hướng là trung hạn nhá, còn ngắn hạn thì anh chị em phải quan sát thêm. À, chờ những cái nhịp bứt phá thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia. Đấy, đối với ITC. Đấy. Và EC là trong hai mã mà trong những cái nhịp trung hạn á, đây em đang xin giới thiệu cho mình trong những nhịp trung hạn. Đấy. Thì con EC này á thì gần như là cái doanh thu và lợi nhuận của mã cổ phiếu này nó gần như khá là bền. Đấy. Nó bền ngoài những cái phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ra thì nó có những cái trạm thu phí POT. Đấy. Thì POT mọi người biết rồi, thì cứ xe qua xe vào thì nó cơ giao thông nó càng phát triển á thì gần như là doanh thu của thằng này sẽ càng tăng theo. Đấy,
đấy, đối với con EDC này đấy, nó phát triển khá là mạnh ở khu vực Bình Dương, gần như là con này phát triển khá mạnh ở khu vực Bình Dương, và nó liên đới cũng cũng khá là mật thiết đối với lại những cái khu vực Vietcombank. Chia sẻ thêm mọi người một cái góc nhìn về cái mã cổ phiếu EDC, và con này thì nó đang trong quá trình tạo và đang đi một cái vẫn đang trong một cái trend đấy. Khi mà con này nó bứt phá trong thời gian tới, ở bước vài nó chỉ cần vượt quanh vùng giá 30 thì lúc đó con này nó sẽ confirm cho anh chị một xu hướng tăng mới đấy. Anh chị có thể quan sát, đưa vào watchlist đối với hai mã cổ phiếu này đấy. Năm Long cũng tương tự đấy, Năm Long cũng tương tự nhá. Đó. Rồi nó thì tiếp vào nhóm ngành chứng khoán đấy. Đấy, hôm trước hồi nãy anh nhất cũng bảo á, đối với nhóm ngành chứng khoán thì nó đang đang trong quá trình tạo nền đúng không, đang dần cái nền và đang có những cái chuyển biến tích cực trong cho trong thời gian mà dòng tiền bắt đầu có sự quan tâm, thì đối với việc mà thị trường nó bứt phá trong thời điểm này đấy, chúng ta phải tính tới cái việc á là nhóm chứng khoán là trong những nhóm hưởng lợi trực tiếp đối với thị trường đấy. Bắt đầu mà thanh khoản thị trường nó càng bứt phá và nó vượt, và thậm chí là khi mà thị trường á nó vượt đỉnh 1.535 thì nhóm chứng khoán chắc chắn câu chuyện là nó sẽ chạy. Nhưng mà chúng ta sẽ vào những mã cổ phiếu nào đấy, chúng ta tập trung vào những mã cổ phiếu trụ đấy, trụ của nhóm chứng khoán, trong đó có SI, HCM và VND, trong những nhóm cổ phiếu mà nó sẽ chạy trong thời gian tới. Về cơ bản á là doanh thu trực tiếp của những mã cổ phiếu này cực kỳ lớn đó, đến đến từ thanh khoản thị trường nó cực kỳ lớn đó. Không không kể tới câu chuyện nhé, đối với nhóm ngành chứng khoán nhé, ngoài cái doanh thu của môi giới ra thì nó còn rất là nhiều doanh thu khác, như là doanh thu về phí margin đấy. Anh chị em thấy là cái cuộc đua của nhóm chứng khoán trong thời điểm này là cuộc đua tăng vốn đấy. Tất cả các nhóm cổ phiếu nào nó phải tăng vốn nó mới đáp ứng được được thị trường, tại vì cái miếng bánh của margin nó đang còn nhỏ đó. Bây giờ hồi trước anh chị em để ý á, cái miếng bánh margin đấy, 10 tài khoản thì anh chị em ngờ mỗi người chia ra khoảng đâu được người 10 tỷ thì 10 tài khoản hơn được 1 người tỷ. Nhưng mà thời điểm này á, 10 tài khoản 10 tỷ thì hiện tại cái margin của nhóm chứng khoán bây giờ, dụ bây giờ vẫn chỉ đang là 10 tỷ thôi. Nhưng mà tới 100 tài khoản thì mọi người được hưởng được bao nhiêu? Đấy, cho nên sức mua của nhà đầu tư á, gần như là không có. Đấy, sức mua của margin á, anh chị em thấy cái việc là phun nguồn đấy, không có sức mua, không cho vay ký quỹ cực kỳ nhiều trong thời điểm này, tại vì cơ bản đó là cái margin bây giờ vẫn chưa đáp ứng đủ với nhà đầu tư đấy. Cho nên là việc năm nay á, là cái năm tăng vốn này, tăng vốn của nhóm ngành chứng khoán cuộc đua tăng vốn để bổ sung vào margin đấy, cái miếng bánh margin nó cực kỳ lớn trong thời gian tới đấy. Đây là doanh thu của margin, ngoài doanh thu của môi giới ra này, doanh thu của margin thì nó còn rất là nhiều doanh thu như là các lệ phí này, rồi doanh thu về niêm yết này, doanh thu trong thậm chí cả doanh thu về cái tư vấn về phát hành trái phiếu, đấy là trong những cái doanh thu của nhóm ngành chứng khoán. Cho nên là để nói nhóm ngành chứng khoán chúng ta cực kỳ tiềm năng trong thời gian cực kỳ dài đấy. Nếu anh chị em nào đánh trong dịp dài hạn thì chúng ta vẫn phải canh nhé, canh thời điểm này là thời điểm anh chị em có thể cân nhắc tham gia đấu mã cổ phiếu, tại vì một khi mà nó phá cái trend giảm này thì những cái thời gian tới thì những nhóm cổ phiếu nó cực kỳ lớn đó, đúng không? À, cái tiềm năng của đối nhóm chứng khoán cực kỳ lớn. Nhưng mà chỉ cần bây giờ anh chị em không gom đấy, anh chị em không không gom anh chị em đánh trong tới công thì chúng ta phải chờ khi nào đối với nhóm chứng khoán nó bứt phá khỏi vùng đỉnh thì lúc đó thì nhóm chứng khoán nó sẽ chạy, thì lúc đó nhiều khi anh chị em lại một không kịp đấy. Cho nên là chiến lược của anh chị em nên chúng ta nên quan sát nha, quan sát và chúng ta vào những cái điểm mà lợi thế của chúng ta trong thời này đấy. Như lấy SDAI nó đang tạo một cái nền rồi, đúng không? Em thấy được việc quả cổ phiếu SDAI đang tạo cái nền, và nó một khi nó tạo cái nền xong, nó tạo nền xong bứt phá khỏi cái trend giảm này, nó tạo tích lũy và nó đánh đánh ít nhất là nó phải đánh vượt vùng giá 47. Khi nào đánh vượt vùng giá này thì mục tiêu của SDAI nó sẽ còn xa nữa. Đấy, trước mắt của chúng ta nó đang tạo một cái nền mà nó bứt phá. Đó. Đó. Cái SDAI hiện tại là một trong những cái mã cổ phiếu xu hướng cực kỳ dài. Đấy. Tại vì đối với thị trường, đấy, thị trường khi mà nhóm chứng khoán nó chạy thì không thể nào nó chạy những cái nhóm cổ phiếu nhỏ mà nó sẽ chạy giống cổ phiếu lớn trước. Đấy, chúng ta chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu trụ thôi. Đấy, để tập trung này, tại vì đối với thị trường thời điểm hiện tại á, để mà đánh một nhóm cổ phiếu á, thì gần như nó sẽ không đánh toàn ngành, mà gần như nó sẽ lựa những mã cổ phiếu ra mạnh nha. Những mã cổ phiếu nó lớn thì đâu nó mới đánh thôi. Đấy, cho nên mọi người nên quan sát và đưa ra những chiến lược cụ thể cho mình. Đấy, nếu không đánh trụ thì chúng ta đánh những cáp cận cận thôi, chứ không nên đánh mã cổ phiếu penny quá. Có thể anh chị em có thể ăn được trong nhịp sóng nhịp dài, nhưng mà chúng ta lúc mà nó quay đầu giảm điểm gần như những nhóm đó nó sẽ là nhóm giảm mạnh nhất, còn nó trụ thì gần như là nó sẽ đứng lại. Đấy. AI trong những mã cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới, anh chị em có thể đưa vào cái nhịp watchlist cho mình nhá. AI này, HCM tương tự, HCM hiện tại đang về vùng hỗ trợ tuần, đấy, gần như là khá là tiềm năng trong thời điểm này. Đấy, đối với HCM là trong những nhóm cổ phiếu mà anh chị em có thể cân nhắc, đấy, đang về vùng trung hạn rồi. Đấy, và VND cũng tương tự, đấy, VND trong những nhóm cổ phiếu cực kỳ mạnh nhá, nó cực kỳ mạnh, nó sau khi nó chia một một, đấy, chia một nó chia cổ tức cực kỳ lớn, đấy.
thì đối với VND nó vẫn đang giữ trong một cái chân tăng, nó vẫn chưa có giảm, nó đang về vùng hỗ trợ rồi. Còn nếu anh chị em muốn tham gia thì chúng ta cân nhắc, chúng ta về nó khi những nhịp điều chỉnh, chúng ta không nên mua đuổi. Cái việc thị trường này chúng ta mua đuổi là cực kỳ bất lợi cho anh chị em đầu tư. À, và nhất là đối với lại những cái mã cổ phiếu mà sau khi nó chia thì không nên mua, không nên đua theo thời điểm đó, mà chúng ta chờ, chúng ta phải chờ câu chuyện là ít nhất từ 1-2 tuần sau, khi nào nó phân phối xong, khi nào nó phân phối xong cái lượng cổ phiếu đó, nó ổn định xong cái lượng cổ phiếu đó thì bắt đầu chúng ta mới cân nhắc chúng ta có nên tham gia vào cổ phiếu đó không. Đấy đó cho những cái tip mà anh chị em trước khi mà đối với thời gian mà chia quyền hay là chia cổ tức hay là chia quyền mua đó, đó thì khi nào nó chia xong đấy, sau cái ngày giao dịch chuyển quyền thì ít nhất chúng ta chờ tới 1-2 tuần đấy, ít nhất một hai tuần sau khi nó phân phối đó. Anh nói đối với anh chị em mà đua những cái phiên trần đúng không, có thấy giá rẻ chúng đua phiên trần tới bây giờ gần như anh chị em chỉ hòa vốn hoặc là lỗ chứ không có lời. Đấy VND thì chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh về những vùng hỗ trợ thì ok anh chị có thể tham gia được, và chúng ta nắm cho ít nhất là sang quý 2 đến quý 3 đó, cho ít nhất là sang quý 2 này là trong những mà cổ phiếu tiềm năng đấy, thị trường đánh vượt đỉnh thì khả năng những mã cổ phiếu nó chạy đầu tiên. Đấy tới đây là chia sẻ cho anh cho mọi người là đối với lại nghe thôi nhá. Sorry anh chị nhé, không có tiếng, quên nhất tắt cái mic đi. Rồi ok, như vậy thì anh em cũng đã kết thúc về các cái chương trình về cái tiêu điểm nhận định thị trường, phân tích dòng tiền cũng là nhóm ngành ở thời điểm hiện tại. Anh chị vào muộn anh chị có thể là tua lại phần đầu để xem cái góc nhìn thị trường cũng như là dòng tiền và nhóm ngành cổ phiếu thì Lộc cũng vừa chia sẻ. Ngoài cái sự chia sẻ vào cuối tuần này thì hàng ngày, hàng tuần anh em đều có những cái buổi live stream từ sáng cho đến tối ở trên kênh YouTube Ichimoku Club đó. Thì như vậy thì nếu như anh chị nào cần sự hỗ trợ trong ngày, trong phiên giao dịch thì anh chị có thể là follow, đăng ký kênh và ấn nút chuông để những cái người follow ở kênh để tham gia những buổi live stream anh em sẽ hỗ trợ. Ngoài ra thì anh em còn những cái room Zalo hỗ trợ các mã cổ phiếu hàng ngày trong phiên. Bên cạnh đó thì nếu như anh chị nào mà chưa có những cái room khuyến nghị mua bán một cách chủ động và quản lý danh mục cho anh chị như này, anh chị có thể là cân nhắc kết nối với số điện thoại anh em đang live stream ở trên này, nhất là cho chạy ở phía bên dưới cái phần cái video nha anh chị nhé, hoặc là cái đường cái số điện thoại ở bên dưới cái phần mô tả.
Thì đối với cái room này thì hiện tại là đâu đó có mười mấy anh em đang quản lý danh mục này đó. Thì hàng ngày, hàng tuần thì anh em đều có list ra những cái danh sách cổ phiếu mua bán, đã mua, đã bán, rồi những cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới, để tham gia vào cái room khuyến nghị này. Mỗi anh em quản lý tầm khoảng 4 đến 5 cổ phiếu, tốt nhất của mình góp vào cái danh mục này. Vì như vậy thì đối với những anh chị nào mà danh mục cổ phiếu quá nhiều thì đây cũng là một cái danh mục quản lý giúp anh chị tương đối là hữu ích. Hàng tháng, hàng ngày sẽ có những cái thông tin về các điểm mua, điểm bán, các mã cổ phiếu cắt lỗ, chốt lời, nắm giữ như thế nào, bao nhiêu phiên, rời cắt lỗ, rời chốt lời như nào để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như là bảo toàn vốn. Đối với những anh chị mà giữ danh mục quá nhiều cổ phiếu mà hàng ngày vẫn đi hỏi một vài mã cổ phiếu thì thực sự nó là vất vả, thì cái room này nó đáp ứng được cái tiêu chí là quản lý danh mục cho anh chị tương đối là hữu ích anh chị nhá. Đó thì đối với cái tiêu chí của room này thêm nữa là cái tiêu chí gồng lãi chứ không gồng lỗ, đó, quản trị rủi ro giúp anh chị luôn. Đó, báo mua báo bán rất là rõ ràng, điểm mua điểm bán, cắt lỗ chốt lời, nắm giữ bao nhiêu phiên, rồi cắt lỗ rồi chốt lời như nào, đó thì đều có mười mấy anh em trong team đều quản lý và bám sát danh mục này tương đối là sát sao. Hàng ngày, hàng tuần thì sẽ có đâu đó là hai ít nhất hai buổi review toàn bộ cái danh mục này để đánh giá về những cái vị thế nắm giữ, rời cắt lỗ như nào để bảo toàn lợi nhuận, bảo toàn vốn, rời chốt lời như nào để tối ưu hóa lợi nhuận. Đó. Với cái tiêu chí là đúng sai không quan trọng, nhưng quan trọng là đúng thì chúng ta kiếm được nhiều nhất và sai hạn chế rủi ro nhé, đúng không ạ? Đó, như anh chị đã thấy này. Đó thì anh chị nào chưa chưa có cái room khuyến nghị nào cũng như là chưa có ai tư vấn hỗ trợ hài lòng, anh chị hãy trải nghiệm đối với sự hỗ trợ của anh em cũng như là trong những cái room khuyến nghị mua bán rất là rõ ràng và cụ thể như này anh chị nhá. Rồi số điện thoại của anh em thì ở bên dưới này, đó thì có rất nhiều các sự lựa chọn về các room khác nhau. Đó, các cái room như chứng khoán 2, chứng khoán 3 như này anh chị nhá. Đó, và mua bán này, các điểm mua, điểm bán, cắt lỗ, chốt lời rất là rõ ràng cho anh chị và thống kê cho anh chị hàng tháng về cái danh mục cổ phiếu đang nắm giữ, danh mục cổ phiếu đã bán trong tháng, lời lỗ như thế nào rất là rõ ràng cho anh chị nhà đầu tư một cách chủ động anh chị nhá. Rồi ok, thì ngoài cái buổi livestream vào cuối tuần thì hàng ngày anh em đều livestream ở trên kênh YouTube, anh chị nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để theo dõi các video livestream, các cái video chia sẻ về các nhóm ngành cổ phiếu, về các mã cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh em đã tham gia cái buổi giao lưu này đối với anh chị em nhà đầu tư. Rồi và xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào các cái video cuối tuần cũng như là các buổi livestream trong tuần tiếp theo. Ở đây thì có một cái bình luận này, anh chị Trần Minh Hà này. Xu hướng cảng biển như như HAH sao em? Ok, thì mình cũng có chia sẻ luôn về cái cổ phiếu này giúp chị nhé. Đối với cổ phiếu HAH, rồi thì về xu hướng trong chung dài hạn thì đối với HAH là một xu hướng tăng anh chị nhé. Tuy nhiên nó đang cho thấy một tuần trở lại đây thì HAH đang chứng lại quanh cái vùng đỉnh này, đó, đang chứng lại quanh vùng đỉnh này. Đó, cây nến tuần này nó cần phải tiếp tục một cây nến tăng thì đối với AH nó mới tích cực. Tuy nhiên thì đối với HAH nó đã tăng một cái nhịp quá xa những cái vùng giá cân bằng rồi. Về xu hướng trong chung dài hạn thì tiếp tục là một xu hướng tăng, một cái nhịp mà dòng tiền vào tương đối là tốt này, đó, từ trước đến giờ, đó, nhịp này mới chứng lại quanh vùng đỉnh thôi, nó cũng chưa cho dấu hiệu xấu trong ngắn hạn đâu. Đó, đây nó đang ở cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn là 95.6 này. Cái nhịp này nếu HAH mà mất cái vùng 95.6, đóng cửa 95.6 thì là cái rủi ro có một cái nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại và thậm chí là điều chỉnh sâu hơn về vùng 82 anh chị nhá. Đó, còn đâu nếu chưa mất cái vùng 95.9 này, có nghĩa là đóng cửa dưới 95.8 thôi. Đó là một cái kịch bản xấu của HAH trong thời gian tới. Thời điểm hiện tại thì nó đang quanh một cái vùng hỗ trợ có khả năng phục hồi trở lại nhá anh chị nhá, có cơ hội phục hồi trở lại này. Trong những nhịp nó điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ Kizu này nó đều cho thấy là hồi phục trở lại này. Kizu này hồi phục trở lại và nhịp này nó cũng đang có cơ hội hồi phục trở lại. Chỉ cảnh giác đối với HAH khi nó mất 50 95 8, 95.7 anh chị nhá. Đó là đối với góc nhìn của Nhất về cổ phiếu HAH. Hiện tại vẫn đang ở cái vùng hỗ trợ anh chị nhá. Về xu hướng thì nó vẫn là một xu hướng tăng rồi. Nhá chị anh chị Trần Minh Hà nhá, đó là góc nhìn của Nhất về cổ phiếu HAH. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video này lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ thêm cho anh em trong ITP nhé mọi người nhé.
Rồi, xin chào mọi người nhé, hẹn hẹn mọi người vào tuần sau nhé. Rồi, bye bye anh chị.